Kính thưa quý vị, Tổng thống Iran cam kết bảo vệ các thánh địa Shia tại Iraq, tin từ Khomeini Mabat. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay cam kết rằng quốc gia đa số dân là người Hồi giáo Shia của ông sẽ làm tất cả mọi việc cần thiết để bảo vệ cho các địa điểm linh thiêng của người Shia ở Iraq trước mối đe dọa của quân nổi dậy mà ông gọi là những kẻ khủng bố. Trong bài phát biểu tại Khorramabad, gần biên giới với Iraq, Tổng thống Rouhani nói rằng Iran cảnh báo những thế lực ngoại bang và những tên tay sai của chúng cùng các phần tử khủng bố rằng dân dân Iran sẽ làm tất cả để bảo vệ những thánh địa tôn nghiêm Karbala, Najaf, Qadimiyah và Samarra ở Iraq.